chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bão Usagi vẫn đang hoạt động hết công suất, Philippines đã nghe tin về siêu bão mới. Cục Quản lý Thiên văn, Khí quyển và Địa vật lý Philippines, PAGASA cho biết, sức gió mạnh nhất liên tục của Manji đã tăng từ 100 km/h lên 110 km/h. Sức gió giật hiện đã lên tới 135 km/h, tăng từ mức 125 km/h. Theo PAGASA, Manji có thể mạnh lên thành bão mạnh trong vòng 12 giờ tới hoặc vào chiều 15 tháng 11 và thành siêu bão vào tối 16 tháng 11 giờ địa phương. Theo phân loại của PAGASA, một cơn bão có sức gió mạnh nhất liên tục từ 118 đến 184 km/h, trong khi một siêu bão có sức gió mạnh nhất liên tục từ 185 km/h trở lên. Manji cách Guiyuan, tỉnh Đông Sama, khoảng 795 km. Về phía đông, lúc 4 giờ giờ địa phương ngày 15 tháng 11, nó tiếp tục di chuyển về phía tây nhưng tốc độ chậm lại từ 35 km/h xuống còn 25 km/h. Do cách xa đất liền, cơn bão nhiệt đới này vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của Philippines. Nhưng Manji có khả năng bắt đầu gây mưa lớn vào ngày 16 tháng 11, kèm nguy cơ lũ lụt và lở đất. PAGASA cảnh báo, bão có thể tiếp tục di chuyển về phía Tây cho đến chiều 15 tháng 11, sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc sang Tây Bắc trên biển Philippines. Manji có thể đổ bộ vào Trung Luzon hoặc Nam Luzon với cường độ cực đại vào cuối tuần, nhưng PAGASA cũng không loại trừ khả năng nó đổ bộ vào Đông Visayas vì đường đi của cơn bão vẫn có thể thay đổi. Khi Manji đổ bộ Luzon, nó có xu hướng suy yếu bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 và hạ cấp thành bão. Manji có thể rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines, PA, vào chiều hoặc tối 18 tháng 11. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 16 tấn công Philippines trong năm 2024. Đây cũng là cơn bão nhiệt đới thứ tư chỉ tính riêng trong tháng 11 sau Yinsing, Mars, Torazi, Nika và Usagi, Ophel. Trong khi đó, bão Usagi tiếp tục suy yếu trên eo biển Luzon sáng 15 tháng 11 sau khi đi qua gần giữa quần đảo Babian và phần phía bắc Cagayan. PAGASA cho biết, sức gió mạnh nhất liên tục của Usagi đã giảm xuống còn 120 km/h và gió giật giảm xuống còn 150 km/h. Cơn bão cách Calayan, tỉnh Cagayan, 100 km về phía Tây Bắc vào sáng 15 tháng 11. Usagi đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Usagi dự kiến gây mưa vừa đến mưa to ở Cagayan, Batanes và Ilocos North trong ngày 15 tháng 11. Lũ lụt và lở đất được dự báo vẫn có thể xảy ra. PAGASA cho hay, Usagi sẽ di chuyển về phía Bắc Tây Bắc và ra khỏi ranh giới phía Tây Bắc của PA vào chiều ngày 15 tháng 11. Usagi là cơn bão thứ 5 đổ bộ trong vòng 3 tuần. Philippines thiệt hại không thể đong đếm. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Khí quyển và Địa vật lý Philippines, PAGASA, Usagi đã càn quét qua vùng đông bắc đảo chính Luzon, sau đó di chuyển về phía Tây Bắc và tiếp tục mang sức gió mạnh đến vùng lân cận quần đảo Babian. Chính quyền tỉnh Cagayan, một địa phương trồng lúa, đã ra lệnh sơ tán các cộng đồng ven biển trước khi bão đổ bộ. Usagi là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Philippines trong vòng 3 tuần qua. Trước đó là các cơn bão Torazi đổ bộ ngày 11 tháng 11, Yinsing mùng 7 tháng 11, Kangray 27 tháng 10 và Trami 24 tháng 10. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai của quốc gia này, riêng Usagi và Torazi đã ảnh hưởng đến hơn 300.000 người và buộc gần 27.000 người phải di rời. Còn hai cơn bão Trami và Kangray đã gây ra thiệt hại mùa màng hơn 7 tỷ peso, 119 triệu đô la Mỹ, nhiều hơn tổng thiệt hại của 9 tháng trước đó cộng lại. Nếu tính từ đầu năm đến giờ, con số thiệt hại ít nhất là 220 triệu đô la Mỹ. Theo ông Gary Bagtasa, chuyên gia Viện Khoa học Môi trường và Khí tượng thuộc Đại học Philippines, việc 5 cơn bão liên tiếp tấn công đất nước vào thời điểm này trong năm là khá hiếm và là một đặc điểm của hệ thống thời tiết La Nina. Đến cuối tuần này, một cơn bão khác mà Philippines vừa đặt tên là Manji tiếp tục đe dọa nước này. Trong ngày 14 tháng 11, Manji cách đảo Mindanao, Philippines hơn 1.000 km về phía đông. PAGASA dự báo nó có thể mạnh lên và đổ bộ nước này ngày 16 tháng 11. Siêu bão Usagi đổ bộ Philippines, gió giật 240 km/h. Theo Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA,
Sau khi đổ bộ vào thị trấn Bagao, tỉnh Cagayan, lúc 13h30 phút ngày 14 tháng 11 giờ địa phương, Usagi sẽ tiếp tục đi qua phần đông bắc của đất liền Luzon trong chiều cùng ngày. Sau đó, bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc và đi qua gần hoặc đổ bộ vào vùng lân cận của quần đảo Babian vào đêm 14 tháng 11, trước khi chuyển hướng về phía bắc vào ngày 15 tháng 11 qua biển phía tây Batanes. Sau khi đổ bộ, siêu bão Usagi đã suy yếu thành cấp bão theo phân loại của Pagasa. Sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 175 km/h gần tâm bão và tốc độ gió giật lên tới 240 km/h. Cũng theo Pagasa, các khu vực phía bắc Luzon dự kiến có mưa lớn vào chiều 14 tháng 11 do siêu bão Usagi. Cảnh báo mưa màu vàng, lượng mưa từ 7,5 đến 15 mm có thể gây ra lũ lụt và lở đất, được đưa ra ở Divilakan, Makonakon và Palanan, tỉnh Isabela. Lượng mưa vừa đến mưa to có thể được ghi nhận ở các khu vực khác của Philippines như Isabela, Cagayan, Kalinga, Ilocos Norte. Mưa có thể kéo dài ở những khu vực này trong vòng 2 đến 3 giờ và cũng có thể ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Pagasa khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Trước khi bão Usagi đổ bộ, nhà chức trách Philippines đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất và sơ tán hàng ngàn người. Sau Usagi, một cơn bão nhiệt đới tên gọi Manji được dự báo ảnh hưởng khu vực trung tâm dân cư của Philippines xung quanh thủ đô Manila vào cuối tuần này. Cực hy hữu, 4 cơn bão cùng hoạt động ở Tây Thái Bình Dương đe dọa nuốt chửng Philippines. 4 cơn bão khác nhau đang cùng lúc di chuyển qua Tây Thái Bình Dương, đe dọa mang đến nhiều khó khăn hơn cho Philippines đang mệt mỏi vì bão. Đó là các cơn bão Yinsing, Việt Nam gọi là bão số 7, bão Torazi, bão số 8, bão nhiệt đới Usagi và bão nhiệt đới Manji. Cơ quan khí tượng Nhật Bản xác nhận với CNN hôm 12 tháng 11 rằng đây là lần đầu tiên có 4 cơn bão cùng xuất hiện ở khu vực vào tháng 11 kể từ năm 1951. Các nhà khoa học cũng khẳng định đây là một hiện tượng hiếm gặp do đại dương ấm lên. Philippines mỗi năm phải hứng chịu nhiều cơn bão, vì thế việc xuất hiện liên tiếp 4 cơn bão như hiện tại càng làm phức tạp thêm nỗ lực phục hồi của đất nước này khi hàng ngàn người vẫn phải sống trong những nơi trú ẩn tạm thời. Bão Yinsing đổ bộ vào vùng đông bắc Philippines ngày 7 tháng 11 với sức gió tương đương với bão Đại Tây Dương cấp 4. Không có báo cáo về thương vong, nhưng cơn bão đã mang theo mưa xối xả, sóng lớn và lở đất. Ngày hôm sau, bão Torazi đổ bộ vào bờ biển phía đông của tỉnh Aurora trên đảo Luzon với sức gió tương đương với bão Đại Tây Dương cấp 1, khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán. Torazi hiện là bão nhiệt đới, dự kiến sẽ suy yếu khi di chuyển qua biển Đông và có thể mang đến lượng mưa trên 100mm cho một số khu vực ở Đông Nam Trung Quốc. Philippines đang chuẩn bị đón thêm một cơn bão lớn khác là bão nhiệt đới Usagi, nằm cách bờ biển đông bắc của nước này khoảng 500 km vào sáng sớm 13 tháng 11 giờ địa phương. Cơ quan thời tiết của Philippines đã cảnh báo về gió mạnh và nguy cơ bão mạnh trong 48 giờ tới. Cơn bão thứ tư sau Usagi là bão nhiệt đới Manji, hiện cách Rota, Guam khoảng 430 km về phía đông. Manji dự kiến sẽ di chuyển về phía Tây, đạt cường độ bão mạnh vào sáng 15 tháng 11 và có khả năng đổ bộ vào đông bắc Philippines vào đầu tuần tới. Hiện vẫn chưa rõ liệu bão Usagi và Manji có đổ bộ trực tiếp vào đất liền Philippines hay không, nhưng dự kiến có mưa lớn, gió giật và sóng dữ nguy hiểm. Philippines là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hoạt động bão ở Thái Bình Dương, khi có 6 cơn bão được đặt tên đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong năm nay, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng. Thủ đô Manila và một số khu vực trên đảo Luzon đã chứng kiến trận lụt tàn khốc do cơn bão Gami gây ra vào tháng 7. Vào tháng 9, Philippines cũng bị siêu bão Yagi tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng. Bão nhiệt đới Trami và bão Kongray đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại đảo Luzon, hòn đảo chính ở miền bắc Philippines vào cuối tháng 10, khiến 150 người thiệt mạng. Theo Trung tâm ứng phó thảm họa Philippines, hơn 9 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão này, với gần 300.000 người phải di dời. Truyền thông địa phương mô tả người dân Philippines mệt mỏi vì bão khi buộc phải sơ tán nhiều lần. Nhân viên y tế cứu hộ Philippines đã cảnh báo về tình trạng kiệt sức, trầm cảm. Các chuyên gia cảnh báo Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất về khí hậu trên thế giới, khiến nơi đây dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, bão và lũ lụt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.